Top 3 chiếc laptop gaming cực kỳ đáng mua, xét ở trong phân khúc giá dao động từ 20 đến 35 triệu đồng dành cho những bạn học sinh sinh viên rờ mít. Ok, và mình là Admin Kha đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với DVC Channel. Em laptop đầu tiên đó chính là em Lenovo Legion 5. Em này thì nó có mức giá dao động tầm khoảng là 22 triệu. Thì xét theo cái form thiết kế đây, mình thấy rằng là nó có một cái form thiết kế rất khỏe khoắn, rất cứng cáp và cũng rất đẹp nữa. Về phần mặt lưng ấy thì các bạn sẽ thấy rằng là nó có một cái vỏ trơn lá hoàn toàn, chỉ có mỗi logo Legion thôi. Nhưng mà được cái là cái phần hốc tán nhiệt đằng sau ở chỗ bàn phím ấy thì nó giống như là Alienware vậy, nó thừa ra thêm một tí nữa, trông rất là đẹp luôn. Và form thiết kế tổng thể của em này mình thấy rằng là nó có được một cái nét rất là hiện đại. Tại vì trong tương lai những cái chiếc laptop gaming giờ đây gần như nó sẽ tối ưu đi hết những cái chi tiết hầm hú gồ ghề, nó đi theo cái hướng là phẳng hóa. Thành ra là nó sẽ giúp cho cái những cái chiếc laptop như thế này bao giờ đây. Đấy, nhìn vào một phát là có thể yêu ngay được luôn. Vì đây là gọi là thiết kế tương lai và nó sẽ giúp cho cái độ bền về dáng nó được lâu dài hơn. Vỏ con này thì sẽ được làm từ nhựa các bạn nhé. Và viền màn hình mặt trước của con này thì mình cũng đánh giá rất tốt này. Mỏng cực kỳ chứ không phải là đùa đâu. Đấy, cũng là một điểm mà sẽ giúp cho cái chiếc laptop này đã đẹp ngày còn đẹp hơn nữa. Mình cũng đánh giá cao thêm một điểm nữa, đó chính là gì? Các cổng kết nối của nó đều được đặt ra hết ở phía sau, nên là khi mà chúng ta sử dụng ấy, các bạn cứ cắm hết các cái cổng kết nối đằng sau đi. Đó, thì như thế các bạn sẽ thấy rằng là phía trước bàn làm việc của chúng ta, bàn chơi game của chúng ta nó vô cùng gọn gàng luôn. Vì các cái cổng kết nối, những cái dây kết nối đằng sau nó đã đều được cái chiếc laptop này chi giấu hết đi rồi. Màn hình của em này là 15.6 inch và Full HD. Mình thấy rằng là đây là một cái thông số rất cơ bản rồi. Còn những cái chiếc laptop cao cấp hơn thì mới có cái độ phân giải 2K. Mà cơ bản kể cả là nó có độ phân giải 2K đi chăng nữa thì cấu hình làm sao có thể đáp ứng được những cái tựa game thời điểm hiện tại với độ phân giải là 2K, đúng không nào? Cấu hình của em này thì sẽ được cung cấp bởi con chip AMD Ryzen 5 5600H. Nó cũng giống như là những con chip đến từ Intel vậy các bạn ạ. Tầm này thì những cái con chip laptop mà hiệu năng cao của Intel thì nó đều là thuộc cái dòng khác hết cả. Thì em Ryzen này nó cũng có một cái tên na ná như thế để nó tạo ra một cái sự gọi là dễ nhận diện được đâu là dòng chip dành cho chơi game và đâu là dành cho văn phòng tiết kiệm điện năng chẳng hạn, đại loại thế. Thì đây là một cái dòng chip hiệu năng cao. Và với cái chiếc máy như thế này thì nó có thể dễ dàng đáp ứng được những cái ứng dụng như là Premiere, Photoshop hay là Premiere, nó đều chạy bằng CPU hết các bạn nhé. Chỉ có mỗi render là nó mới dùng tới cạc trời thôi. Còn nói về chơi game thì em này nó còn có thêm một cái cạc GTX 1650 nữa, cũng là một cái điểm rất là quen thuộc rồi. Trong quốc giá này thì hầu hết nó đều là cái cạc này. Tuy nhiên ấy thì nhiều bạn nhìn vào mức giá của em này tầm khoảng 22 triệu thì có phần là chê đấy. Tại vì nếu mà so với lại Acer cái thứ này kia thì nó rẻ hơn nhiều. Nó tầm khoảng 18-19 triệu là cùng thôi. Đấy, thì cũng tùy vào nhu cầu của mỗi người. Và rõ ràng là thiết kế của Acer thì làm sao bằng cái em Lenovo Legion này được. Nó phải đánh đổi nhiều thứ lắm các bạn à. Còn nếu như các bạn đi thiên về cấu hình thì cái laptop nó chỉ có mỗi cấu hình thôi. Mọi cái khác nó đều đảm bảo được ở mức cái điều kiện dưới để nó nhường lại mà cái phần cấu hình. Rồi từ đó là nó mới cho ra một cái mức giá tốt. Còn những cái con mà nó đã tập trung nhiều cái yếu tố nó cân bằng ấy thì tất nhiên là cùng một cấu hình như thế mức giá nó sẽ cao hơn rồi. Đấy, thì đây cũng là một điểm mà mong các bạn hiểu. Và một điểm nữa đó chính là gì? Với mức giá khoảng 22 triệu đồng thì các bạn chỉ mua được option RAM và SSD nó hơi khiêm tốn một tí. 8GB RAM và SSD là 256GB. Nhưng mà được cái con này có hai khe thẻ RAM, tức là chúng ta vẫn có thể là lắp thêm một cái thanh RAM 8GB vào nữa, là tổng là con này có thể là up tối đa là 16GB RAM đấy. Thì từ đó sử dụng nó sẽ thoải mái hơn. Còn về cái vấn đề mà bộ nhớ thì có thể là mua thêm ổ HDD nữa cũng ok, chả sao cả, để mà vừa tiết kiệm chi phí mà vừa cho ra một cái trải nghiệm rất là ổn. Em laptop thứ hai mà mình muốn giới thiệu đến cho các bạn đó chính là em HP Omen 15 2020. Em này thì nó sẽ chạy con chip Core i7 thế hệ thứ 10 thôi, 10750H, nhưng mà rõ ràng làm sao mà có thể là so sánh được với em Ryzen của con Legion 5, đúng không nào? Nó phải gọi là vượt trội hơn rất nhiều. Đấy, và xét về cái hiệu năng thì các bạn sẽ không cần phải lo về em này đâu. Cạc trời của em này nó là RTX 3060. Đấy, cho nên là mặc dù nó là một cái chiếc laptop cũ nhưng mà với mức giá 25 triệu như thế này mình thấy là nó có một hiệu suất khá là tốt. Tầm tiền này là rõ ràng là phải chấp nhận là máy cũ thì nó mới có một cái mức cấu hình tốt được. Chứ còn với option của em này mà máy mới thì nó rơi vào tầm khoảng 28-30 triệu là chuyện rất là bình thường. Thiết kế thì cũng cực kỳ tối giản và hiện đại. Đấy, mỗi cái phần mặt lưng nó chỉ có cái logo Omen màu
mẫu 7 sắc cầu vồng thế thôi là xong rồi. Form thiết kế thì vô cùng cứng cáp, form thiết kế đến là phong chữ bên trong bàn phím nó đều đồng nhất với lại cái vỉa cứng cáp của nó, và mình đánh giá rất cao vì tổng thể nó tạo nên một cái sự rất là liền mạch đấy. Và màn hình của em này thì viền nó cũng khá là mỏng, tất nhiên là viền cạnh dưới nó hơi dày, kích thước 15.6 inch Full HD. Thì đây là một cái điểm mà mình thấy rằng là nó đủ để chúng ta có thể là sử dụng được. Độ sáng thì cũng rơi vào tầm khoảng 250 nits, và như mình đã nói, tầm cấu hình này thì nó mới bắt đầu có thể là chơi được những cái tựa game có độ phân giải 2K được. Đấy, thì ví dụ như GTA cái thứ này kia là quá ok với lại em này rồi, cạc rời RTX 3060 mà còn gì để chê nữa đúng không nào. Coi i7 như thế này thì vẫn có thể là làm được Premiere Photoshop một cách rất là dễ dàng đấy. Cho nên là về thông số cấu hình, đây là cái điểm rất mạnh của em HP Omen 15 này. Và đây là thuộc cái bản 2020 các bạn nhé. Thiết kế đẹp, bàn phím rồi mọi thứ cộng kết nối nó đều làm rất là chỉnh chu, đến từ HP mà, đâu phải chuyện đùa đâu. Về laptop cuối cùng của trong video ngày hôm nay đó chính là em MSI Katana GF66. Đây là một em laptop mà mình rất là tâm đắc, tại vì nhìn phát vào cấu hình là có thể yêu ngay được luôn. Nếu như các bạn chỉ cần là bỏ thêm khoảng 1,5 triệu nữa, chúng ta sẽ có con Core i7 thế hệ 11, là Core i7 11800H, hiệu năng nó sẽ tốt hơn là điều chắc chắn rồi. Bỏ nữa thêm một em cạc trời RTX 3060 Ti 4GB nữa, đấy, hiệu suất thì nó cũng sẽ cao hơn so với em HP Omen từ cạc cho đến là con chip luôn. Nên là các bạn sẽ thấy bỏ ra 1,5 triệu thì tất nhiên phải đánh đổi về mặt thương hiệu. Thương hiệu thì MSI thì nó sẽ không hẳn là ngon bằng so với lại Omen rồi, nhưng mà nhìn chung thì nó vẫn cứ là ok. Đấy là một sự đánh đổi rất là xứng đáng. Bỏ thêm 1,5 triệu nữa thì thông số nó tốt hơn rõ như thế mà. Đây gần như là cái dòng laptop gaming cao cấp nhất của MSI, nên các bạn sẽ không cần phải lo về những cái chi tiết rồi độ bền bản lề cái thứ này kia đâu. Đấy là ngày xưa thôi chứ bây giờ nó khắc phục hết rồi, còn đâu nữa. Cũng có một điểm rất là hay nha, ví dụ như cái tên Katana, cái thanh kiếm Katana thì các bạn cũng đã rất quen thuộc rồi, tức là chỗ thì cong, chỗ thì phẳng, sắc đúng không nào. Thì cái form thiết kế của em này nó cũng thế, nó cũng sẽ có những cái chỗ thì nó cong mà có những cái chỗ nó rất là sắc. Nhìn vào các phông chữ của bàn phím trên em này các bạn có thể thấy được luôn. Đấy, bàn phím thì cũng có led xịn sò và led màu đỏ rực rất là đẹp. Đấy, kèm với đó là về cái hệ thống tản nhiệt ở đằng sau thì trông nó cũng cực kỳ hầm hố. Em này thì nó lại đi theo cái form là nó hầm hố một tí, nó góc cạnh tí, chứ nó sẽ không phải là kiểu thuộc cái dạng tối giản như là hai con laptop kia. Tuy nhiên thì đây vẫn là một em laptop rất cao cấp đến từ MSI, và chúng ta có thể tự tin rằng là mua em này về là làm việc mọi thứ nó đều ngon lành cả. Màn hình thì cũng là Full HD, rồi là cũng là IPS cái thứ này kia. Tần số quét cũng lên tới là 144Hz. Đấy, thì cũng cực kỳ là thoải mái. Bàn phím thì cũng có hành trình gõ phím tốt, lên tới là 1.7mm, gõ cực kỳ là sướng luôn. Đấy, cũng là một điểm mà mình đánh giá cái em laptop gaming này khá là cao. Vì thường trong quốc gia này mình thấy là cái bàn phím của laptop nó cứ nong nong kiểu gì ấy, đặc biệt là những cái chiếc laptop gaming. Còn về phần touchpad thì thôi dùng chuột, ai mà mua laptop gaming về mà dùng touchpad để chơi game đâu, nó tù thật sự các bạn ạ. Và nó không chính xác nữa, cứ dùng chuột cho nó chắc ăn các bạn nhé. Đấy, còn về pin của ba cái chiếc laptop này thì thôi mình sẽ không bàn đến, vì cơ bản laptop gaming phải luôn luôn cắm sạc để mà có thể là giữ đảm bảo được cái mức hiệu năng cao nhất, rồi là mới có thể chơi game làm việc nặng cái thứ này kia được chứ. Chứ còn mà không cắm sạc một tí là dùng tầm 30 phút là nó sập nguồn luôn đấy, chứ chưa nói gì đến mà dùng được từ 2 đến 3 tiếng đâu. Đừng có nghe nhà sản xuất quảng cáo làm gì, và mình cũng nói thẳng nói thật là như thế. Pin cho laptop gaming thì coi như là một cái gì đó bỏ ngỏ 3 chấm đi, chứ đừng mà có điền cái thông số vào làm gì, nó buồn cười lắm, nó không thực tế. Và đó cũng là những gì mà mình muốn gửi đến cho các bạn trong video ngày hôm nay. Còn các bạn, bạn nghĩ sao về ba cái chiếc laptop này? Xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.